Vâng, em giao số lượng cho khách hàng là bát 40BR350A phiên bản nâng cấp. Các bác lấy 3 cặp, 5 cặp, 10 cặp giá siêu rẻ cho tất cả các bác đại lý trên mọi miền Tổ quốc. Còn đây mẫu đây. Cái mẫu thùng LR bao giờ nó cũng có cái hình hình thương hiệu của nó. Ví dụ giống như con BV kép này này, là BV kép này. Đấy. Con này có mã là 15AZ350 phiên bản nâng cấp các bác nhá. Đây. Thì con này là gân của nó là gân 3 gân và màng sơn dầu bóng, màng sơn dầu bóng. Và cái màng bóng của nó sẽ có bóng cả mặt sau và cả mặt trước để chống nước. Đấy. Đây cái thùng LR cái hình loa này. Và bát 40 này từ 19 con 76. Đây, phiên bản nâng cấp này đánh hay lắm. Các bác ráp loa full loa kẹo kéo rất hay. Và giá của nó thì bây giờ đang rất là rẻ. Dầu được bọc dây điện này. Côn của nó là côn Philips nha. Và cái phiên bản nâng cấp này tại sao lại phải dùng loại là phiên bản nâng cấp? Cái lớp cũ của nó thì là côn của nó là hai lớp dây cuốn ở bên ngoài. Còn cái lớp phiên bản nâng cấp thì là côn một lớp trong và một lớp ngoài. Đấy, đây là bát 40 model 15AZ350A từ 190 con 76, hàng chính hãng công ty LR. Giá chỉ có hơn 2 triệu một đôi. Các bác có nhu cầu đến bát 40 LR phiên bản nâng cấp thì cứ liên hệ trực em. Lắp loa kéo và lắp loa full tiếng cực kỳ hay mà bay luôn. Và phóng xa, các bác có nhu cầu liên hệ trực tiếp cho cửa hàng Tùng Nguyễn nha.